ba tháng tham gia một xíu mà tôi lại thẻ luôn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại kênh Ăn Vặt Sài Gòn và du lịch nha. Hôm nay mình có ghé đến anh Thanh quay khu sầu riêng, giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng đón xem nhé. Cô chú chị bạn ai có đi mua sầu riêng thì mình ghé đây ủng hộ á. Ở đây ở địa chỉ tại số 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13 quận 10 các nhà. Đây là tên là Vựa Sầu Riêng Hiếu Nghĩa. Đó, có số điện thoại luôn này. Ở đây thời gian mở bán từ 9 giờ sáng cho đến 22 giờ. Bây giờ đến đây thấy là chất quá trời sầu riêng này. Đây có sầu riêng 50k này, 1 ký này, trong cái sọt này cả nhà. Còn này, bên đây sầu riêng loại 120.000. Đây chuồng bò là 160.000 này. À, thấy hấp dẫn không? Đây sầu riêng Thái cả nhà. Sầu riêng Thái này bao nhiêu tiền ký đây em? Thái 100 với 130. À, 2 đô lại giá đó. Thấy mới về thêm quá trời sầu riêng Thái các nhà. Dạ có chín sai là cháu vậy. Trái nó tròn xe. Thành khui cho khách trái sầu riêng. Không sợ đâu. Mình đâu người chứ không có mình kéo đâu thôi. 2,5 triệu đó. Chơi. 2,5 triệu đó. Giữ không hả? 190. Để cười hoài anh. Tôi thử đi cười hoài anh. Gai mà không đi post tình hình thì thôi biết. Biết sao nữa. Chưa học đen đi. Alo, Dũng ra lo đi tới rồi. Nè. Chưa mà còn chơi mất rẻ đó mày. Mấy ký à? Nay trái anh. Cho khách quen, qua lấy 5 trái rồi. Qua lấy 5 trái rồi. Làm gì mà ăn dữ vậy? Vô mùa em chết à. Sầu riêng em biết rồi mà. Biết ăn là phải ăn gì, ăn liên tục, ăn không khác mà. Ăn cho nó bụng mà. Từ từ. Con thịt con luôn. Nhưng mà lại cái sầu riêng này không khỏi bụng nó ghê chứ. Đi ngồi đó, ngồi ăn. Tùy có đi hả? Có đi hả? Ngồi ăn cho nó nóng. Muốn rồi sáng ngủ. Miếng cơm là bao nhiêu anh em? 400 anh. Dạ, miếng cơm là 400. Bò này chín hết rồi. Có anh. Để tôi được 3 tép. Ăn dài một xíu mà tôi lại thẻ luôn. Tôi già đó tôi biết mua đâu rồi. Tôi có nhiều tình hiểu. Mua đâu mua trong bắt quá xanh có trong có đâu? Có nguồn cái. Bẹn lắm. Bẹn đúng không? Bẹn lắm hả? Cứ tưởng là bằng nhựa đấy bộ. Bằng nhựa hả? Nhựa. Dạ. Nhựa sao bén được? À biết. Để lau dụ. Ủa? Để lau dụ nữa. Bén lắm. Mắc không? Trời ơi. 129.000. Để bỏ con rồi nó chứ. À bén lắm. Vì thấy sashimi được không? Được luôn. Cái đồ của nhìn cái đẹp đẹp. Đẹp đấy. Chị ơi. Thanh toàn quay nhìn ra ngoài thì gái đẹp là hoa hết mắt, không khui được sầu riêng.
Có vợ ở kế bên mà không sợ anh Thanh? Dạ sợ gì anh ơi. À. Mê gái là bản năng rồi. Nếu mà không mê gái thì không phải là đàn ông phải không? Đúng rồi. Mê trai, mê trai bản lĩnh. Thanh mà không mê gái là vứt đi rồi. Loại trái sầu riêng 120.000 một ký các bạn nhé. Kia ông chủ ông chọn được cá rồi chưa? Người ta nhặt nó trả luôn. Thì sao ta cũng trả. Quay này mua thêm cái nữa là hai trái sầu riêng.
bữa đó đi ra ngoài đường nước bước chân trái hay chân phải. Coi như ngày nay được gặp anh Thanh hai lần rồi đó. Thanh nổi tiếng quá mà. Nhờ mấy anh á. À. Quả sầu riêng hấp dẫn hả? Múi vàng ươm. Sầu riêng giờ giá rẻ chứ mua nhiều. 294.000. Anh mở vừa to rồi. 294 được. Dạ em ở đợi chưa nào bà chủ của nó kìa. Gớt nghe. Gớt không có đợi nữa đó. Không mở mày gớt mày cũng không có đợi rồi mày mình chưa có đợi gì giờ. Không đứng kia chị làm rớt mà. Chạy đi qua đường bỏ cho viên gớt lăn lóc ra mất tiêu. Lô la chạy lại mua thêm cái nữa. À hôm bữa à chị Hà Thanh? Hôm bữa chúng ta bên đây. Đúng rồi, để các bạn để các bạn thấp nó quay đẹp hơn. Hôm nay bận quần dài rồi mà lo gì. Đâu kìa. Vô tiếp luôn vậy. Nét hơn mới quay à. Sao nét hơn được? À. Nó quay quay cho nó đẹp chứ. Quay cho nó mình lấy ra đẹp chứ. Dạ 90 đây. Rồi 215. Dạ. Dạ. Cô. Tôi quay đó nha. Tôi tên là Thủ Đức á. Dạ. Trời ơi, tiệm bánh mì gì đó. Phải không? Gì lại bên trái nè, tiệm bánh mì với chợ Thủ Đức á, nổi tiếng mà. Nó đang lựa chứ. Kêu xuống quay mà rốt cuộc là chưa đâu có đi được. Bánh mì gì vậy em? Đúng. Địa chỉ số bao nhiêu chị? Đó không cô. Từ năm ngoái đến năm nay luôn mà nhớ hả cô hả? Không thấy thằng ngọt gì đó. Cô là chủ á, muốn cô đến quay gặp cô. Không, cái quầy bánh mì cũng hấp dẫn lắm. À bán tòi trước giải phóng luôn. Dạ. Nhưng mà mình ban đêm mới bán hả cô? Chiều chiều mới bán phải không? Thằng Thái có đồ đái luôn. Bây giờ là lửa cho cô mấy cái đi ngon một giỏ. Đi ngon một giỏ. Rồi đi con xa cho mình. Mỏng thiệt là mỏng như là. Mỏng như tờ giấy á. Không như heo ngọc trinh á. Vâng cô. Trời ơi. Bữa nay xuống quán quán mì tôi thấy rồi mà tôi không chỗ. Bữa nay xuống. Lâu lắm rồi, từ năm ngoái hôm nay mà. Xuống sớm á. Bữa đó đi cho em có em ơi. 6-7 giờ. Để mỏng quá anh. Chủ nhật có bán cô? Có. Dạ.
một chợ đó là bắt đầu chợ con biết rồi, chợ đó nhiều lắm. Ba chợ đó là mới ra không à? Cái gì? Ba chạy. Ừ, đưa đi. Ô hôm vui chứ chạy từ dưới Thủ Đức tốt với Thủ Đức chạy lên tới này mua mấy cái nguyên ra về. Để cho vui bỏ hộp cho này để đi. Dạ. Đi với con gái rồi cô. Đi với con gái rồi cô. Nhỏ em mà. Dạ. Mà con. Dạ. Rồi nó hơi xuống cây này nó hơi nghiệm nha. Ngon. Đưa cây cắt lên cây nhỏ lên. Cây dài đó, cây dài đó. Cái này cái chỉnh cái chế độ đọc để nhớ không? Đó. Đọc để nhớ qua để nhớ nhưng mà lấy từ mấy mấy ảnh thật sự lấy cái ổ các ổ lọc tao chặt coi ổ cắm ổ con chia sẻ chứ không có quảng cáo chia sẻ cho cô chú thấy thưởng thức thôi. Thanh đó là Thanh nổi tiếng lắm rồi. Ổ tiếng quá, đọc được nhà đọc thôi, cứu cô ảnh. Cảm ơn cô đã liên tục cho con mấy đồng nha. Cái nhà đọc thôi á, giờ dạ, dạ. Cô thấy bọn con quay khổ không? Đâu phải sướng đâu. Đứng 24 trên 24. Anh nói gì? Không rồi chứ khổ nha, anh em cũng muốn anh ơi. Phải cho thời gian Thanh suy nghĩ cho nó. Dạ con không? Nghe không? Còn không? Không còn. Làm nữa còn luôn. Quảng cáo bả, bả nói là bị chán. Nhưng mà nói của Đức xa các bạn ơi, đi đấy gần à, tiếng Đây là sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé.